biết rằng nghề bán hàng tưởng chừng như vô cùng đơn giản, tức là đi chào bán một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ mà công ty cung cấp tới cho khách hàng tiềm năng, nhưng trong đó lại có rất nhiều kiểu, nhiều cấp độ làm việc khác nhau không ạ? Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy có những người bán hàng rất thành công, trong khi đó lại có những người bán hàng không đạt được kết quả như mong muốn và luôn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hôm nay Văn Anh sẽ chia sẻ với các bạn 5 cấp độ làm việc của người bán hàng. Và Văn Anh muốn các bạn hãy comment xuống bên dưới video này sau khi xem xong nó, bạn đang thuộc cấp độ nào, có được không ạ? Bởi vì nếu như bạn nhận được ra bạn đang ở đâu thì đó là bước đầu tiên để đi tới cái sự thay đổi và tiến bộ của chính mình. Nếu như đây là điều mà bạn quan tâm thì video hôm nay là dành cho bạn. Và chắc chắn rằng tôi sẽ muốn kết nối với các bạn và chúng ta hãy cùng sub kênh và chia sẻ để giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Nào, bạn đừng nghĩ rằng là khi mà bạn vào làm việc trong nghề bán hàng, sau khi mà được đào tạo về quy trình làm việc, bạn được cung cấp các công cụ làm việc hiệu quả thì bạn sẽ trở thành một người bán hàng tốt. Không phải như vậy, bởi vì mỗi một người sẽ có một cái cách tiếp cận, một cái cách sử dụng cái công cụ đó hay là cách thể hiện bản thân mình khác nhau. Và cái cấp độ đầu tiên, cấp độ làm việc đầu tiên đó là những người bán hàng nhàn rỗi mà chúng ta hay còn có gọi là há miệng chờ sung. Nào, hãy thử hình dung với hai ví dụ như thế này được không ạ? Ví dụ thứ nhất, bạn vào một cửa hàng bán giày dép hay mỹ phẩm, bạn mua cho mình một chai kem dưỡng da và bạn phải tự phải vào để tìm kiếm một cái hũ dưỡng da nào mà bạn thích mà bạn không có ai tư vấn cả. Sau khi mà bạn đã xác định là mình có thể tìm mà thấy một cái hũ kem nào đó thì bạn đi tới với người bán hàng và nói với họ rằng là bạn muốn thanh toán, thì người bán hàng này chính là thuộc cấp độ 1. Ví dụ thứ hai, ví dụ như là bạn vào một cái showroom xem xe ô tô chẳng hạn, một nhân viên tư vấn đi ra và nói là chào bạn và nói với bạn rằng là anh chị cứ xem tự nhiên và nếu như mà anh chị có một câu hỏi gì thì em ở ngay bên kia có thể hỗ trợ anh chị. Thì đó là người bán hàng ở cấp độ 1. Đó là khi mà họ bán hàng ấy, họ chỉ ngồi chờ khách hàng tiềm năng tới tiếp cận mình, bởi vì họ nghĩ rằng là khả năng chốt sale khi đó sẽ rất là cao và họ không cần phải làm việc nhiều. Đó chính là cấp độ bán hàng kiểu nhàn rỗi, hoặc nói thẳng ra đó chính là những người bán hàng lười biếng. Và chắc chắn rằng bạn có thể đoán được lý do vì sao đây được gọi là cấp độ 1 rồi, đúng không ạ? Bởi vì nếu như bạn đang ở cấp độ này thì kết quả bán hàng của bạn thấp là điều hiển nhiên. Cấp độ số 2 đó là bán hàng theo kiểu nửa chừng, đưa khách hàng đi cái kiểu đến nửa vời rồi bỏ đó và chờ kết quả. Đã bao giờ bạn với vai trò một người khách hàng trong trường hợp là người bán hàng sau khi gửi thông tin cho bạn, sau khi gửi báo giá cho bạn xong thì họ biến mất luôn và không liên hệ lại với bạn nữa, đúng không ạ? Hoặc là chính như bản thân bạn có thấy rằng là mình đang làm việc theo cái cách mà bạn gửi đi một cái bản thuyết trình, một bản báo giá mà bạn tư vấn cho khách hàng rồi sau đó yên tâm quên luôn là khách hàng ở đó và làm gì với thông tin mà bạn đã gửi, và bạn có thấy quen không ạ? Đó chính là cấp độ số 2. Người bán hàng cho rằng mình gửi đi thông tin về sản phẩm, về dịch vụ, về giá bán của bạn rồi là bạn hết trách nhiệm và việc quyết định còn lại là việc của khách hàng tự lo. Chính vì vậy mà Vân Anh nói rằng đây là cấp độ của những người làm việc nửa chừng. Cấp độ này thì cao hơn cái cấp độ số 1 ở một chỗ, đó là họ có thể chủ động hơn trong cái việc là tiếp xúc khách hàng trong lúc ban đầu, nhưng sau đó lại không khai thác hết hay là không thực hiện một quy trình bán hàng đầy đủ. Nguyên nhân của cấp độ này thì có thể rất nhiều, có thể là do người bán hàng này không được đào tạo một cách đầy đủ về quy trình bán hàng hiệu quả, có thể là do bản thân cái người sale đó không có cái kỹ năng chốt sale ở các bước sau, hoặc là có thể họ không có đủ tự tin để có thể đối mặt hay trả lời với những cái sự từ chối của khách hàng. Hay nói một cách khác, những người bán hàng này họ chỉ muốn làm những cái phần dễ mà không muốn xử lý những cái phần khó khăn hơn. Những trường hợp như vậy là rất là phổ biến, đúng không ạ? Đối với những cách làm này thì kết quả bán hàng của bạn hầu như cũng không cao, may ra thì có thể tốt hơn cấp độ 1 một chút. Và cấp độ bán hàng số 3 đó là những người bán hàng không biết tận dụng cái cơ hội của mình. Nào, đây là cấp độ của những người bán hàng rất giỏi về marketing, rất khéo léo trong việc giao tiếp với khách hàng, nhưng họ lại ngại phải làm tất cả những công việc còn lại. Mà cụ thể tôi lấy ví dụ, đó là những người bán hàng biết cách tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, họ rất giỏi tới những cái hội chợ, hội thảo hay hội nghị, làm quen hay là bắt tay gửi danh thiếp, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng mới, hoặc là họ rất là giỏi hoạt động về những cái marketing thu hút khách hàng tiềm năng về cho mình. Tuy nhiên thì sau đó họ lại chỉ để những khách hàng tiềm năng này ở đó và hy vọng rằng những người khách hàng đó sẽ tự động quyết định mua hàng của bạn và trở thành khách hàng của bạn. Triết lý của những người bán hàng này trong một cấp độ này đó là cứ tìm càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt, và sau đó thì dù có một số lượng nhỏ trong những người khách hàng tiềm năng đó trở thành khách hàng chính thức của mình, tự động cho sale thì cũng đủ là sống tốt rồi, có phải không ạ? Chính vì cái lý do đó tôi mới gọi rằng đây là những người bán hàng không biết tận dụng cơ hội, họ chỉ tập trung vào những cái phần đỉnh của phễu bán hàng thôi và tìm kiếm thật nhiều khách hàng tiềm năng và sau đó lại không khai thác và cho họ cơ hội để trở thành khách hàng của bạn. Đối với cấp độ này, nếu như bạn làm việc một mình thì kết quả cũng sẽ không cao.
tuy là có tốt hơn cấp độ 1 hay cấp độ 2 nhưng mà bạn đang sử dụng thời gian của mình không hiệu quả. Tuy nhiên nếu như mà bạn làm việc trong một công ty hay một nhóm sale mà có những người như vậy thì bạn sẽ có thể hiệu quả hơn nếu như mà bạn sắp xếp họ, ưu tiên họ làm tốt cái công việc của mình là tìm kiếm khách hàng cho công ty. Bởi vì không phải công ty nào cũng làm việc theo một cái hình thức đó là khoán hoa hồng cho một người sale phải lo cho mình từ đầu tới cuối. Có những công ty mà họ trả lương cứng hay là chia hoa hồng theo từng vị trí để mỗi người có thể làm tốt cái vai trò của mình. Như vậy thì cái hiệu quả tổng thể của cả công ty sẽ cao lên. Bởi vì có những người chỉ giỏi ở phần chốt sale nhưng mà lại ngại ở tele sale hay tìm kiếm khách hàng. Trong khi đó lại có những người giỏi về tìm kiếm khách hàng nhưng lại không hề tự tin trong việc chốt sale. Đó có thể là một cách để bạn có thể cân nhắc cái việc sử dụng hay là trưng dụng những nhân sự của bạn như vậy, hoặc là sau đó bạn có thể đào tạo lại để thay đổi cái cách làm việc bán hàng của mình. Cấp độ thứ tư, người bán hàng ngược với cấp độ 3, đó là người bán hàng chỉ tập trung vào việc chốt sale. Đây là cái cấp độ mà như Vân Anh vừa lấy ví dụ thì có những người bán hàng rất là ngại phải đi tìm kiếm khách hàng qua điện thoại, qua tele sale với người lạ. Họ lại có thể rất là tự tin, rất giỏi trong cái việc giao tiếp trực tiếp với khách hàng, thuyết phục khách hàng. Vì vậy mà họ lại chỉ muốn tập trung vào việc chốt sale đó thôi mà lại không muốn dành thời gian để tìm kiếm những cái cơ hội mới, những khách hàng tiềm năng mới. Những người trong cái cấp độ này thì cũng không hề ít. Tuy nhiên có một cái vấn đề, đó là những kết quả bán hàng của những người sale này cũng không hề ổn định. Nó có thể lên xuống tùy thuộc vào số lượng khách hàng tiềm năng trong sale ban đầu hoặc là trong cái phễu bán hàng của họ. Những người này chỉ quan tâm tới cái kết quả là mình chốt được bao nhiêu sale, còn lại các chỉ số khác, ví dụ như là gọi được bao nhiêu người, có bao nhiêu khách hàng bỏ giữa chừng thì họ lại không hề quan tâm. Những người bán hàng trong cấp độ 4 này có kết quả tốt hơn nhưng vẫn không phải là tối ưu. Và trên thực tế thì có rất nhiều công ty biết được khả năng của những người này. Chính vì vậy họ sắp xếp thành những người làm sale đó có thể tập trung vào chính những cái việc mà họ giỏi nhất, đó là tiếp xúc khách hàng và chốt sale. Ví dụ khách hàng sau khi được phân loại và chăm sóc rồi thì người làm sale này mới xuất hiện trình bày và xử lý sự từ chối và chốt sale với khách hàng. Đây cũng là một cái cách làm khá là hiệu quả với rất nhiều các công ty bởi vì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ chốt sale thành công cao hơn mà không lại bị bỏ lỡ cái cơ hội kinh doanh bởi những người cấp 1, cấp 2, cấp 3 lại không làm tốt cái bước đó. Tuy nhiên, nếu như bạn làm một mình thì đây cũng không phải là cấp độ tối ưu. Và sau cùng, Vân Anh sẽ hướng dẫn các bạn là cấp độ bán hàng số 5, cấp độ tối ưu nhất. Đó chính là những người bán hàng luôn theo sát quy trình bán hàng, phễu bán hàng của mình. Đây chính là cấp độ của những người bán hàng thành công bởi vì họ hiểu rằng bán hàng là một quy trình gồm nhiều các giai đoạn và nhiều các công đoạn khác nhau. Và nếu như bạn muốn cái bước cuối cùng của mình đạt kết quả tốt thì bước đầu tiên bạn phải làm đầy đủ tất cả những công việc cần thiết. Những người bán hàng này hiểu rằng họ phải làm như thế nào từng cái giai đoạn và hiểu được các con số quan trọng trong từng giai đoạn đó. Ví dụ, một người bán hàng hiệu quả sẽ biết rằng nếu như mình muốn đạt được cái doanh số 1 tỷ trong một tháng, tôi lấy ví dụ như vậy, thì đồng nghĩa với việc là mình phải chốt được bao nhiêu khách hàng trong tháng đó. Giả sử như là 5 khách hàng chẳng hạn. Ví dụ trong trường hợp là khách hàng là người làm sale cho công ty về hệ thống mỹ phẩm, mỗi một cái đơn hàng sẽ là 200 triệu. Thì để đủ cho đơn trong tháng này thì bạn cần phải gặp những người như thế nào để phù hợp và trình bày như thế nào với những cuộc hẹn. Ví dụ như 20 cuộc hẹn thì bạn phải có 50 người để đồng ý nói chuyện với bạn, 50 người chịu tiếp xúc với bạn, nói dài hơn với bạn ở những cái giai đoạn đầu tiên. Và đồng nghĩa việc là bạn phải gọi điện thoại cho những 500 người trong một tháng, ví dụ là như vậy. Bởi vì mỗi một ngày làm việc của bạn, bạn sẽ phải tele sale cho ít nhất là 25 cho tới 30 người. Và đồng thời với việc là bạn hiểu rõ được rằng là mình phải làm gì trong từng giai đoạn và từng bước như vậy. Đó chính là cách làm việc của người bán hàng ở cấp độ 5. Những người bán hàng biết rõ mình phải làm gì để đạt được cái mục tiêu của mình. Bởi vì họ biết được rằng cụ thể cái tỷ lệ thành công trong từng cái bước của mình như thế nào, cách thức để có thể chuyển khách hàng từ các bước ra làm sao, và họ sẽ dùng các cái thông tin đó để phân bổ cái thời gian của mình sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Đó chính là cấp độ thứ 5, cấp độ làm việc mang lại kết quả cao nhất cho người làm sale và người làm nghề bán hàng. Đối với cấp độ này thì bán hàng không còn là cái công việc cảm tính nữa mà là công việc của những con số. Nếu như khách hàng tele sale từ chối, họ biết rằng đấy chỉ là một trong những 450 người sẽ từ chối mình trong tháng đó để đạt được 50 cuộc điện thoại chất lượng mà thôi. Bởi vì nếu như khách hàng có từ chối vào phút cuối thì đó cũng chỉ là một trong 15 người rơi ra khỏi cái quá trình bán hàng của họ mà thôi, trong 5 người thành công của họ. Và khi mà bạn hiểu về các con số trong công việc của mình thì bạn sẽ đạt được hai lợi ích. Thứ nhất, bạn sẽ biết được mình đang ở cái quá trình nào khi đạt kết quả và không bị nản chí trong sự từ chối của khách hàng.
và bạn biết chắc chắn là mình sẽ gặp phải những tình huống như vậy. Và thứ hai, bạn biết được là mình chưa làm việc hiệu quả ở đâu để có thể tối ưu công việc của mình. Bởi vì 20 người gặp mà chốt được có 5 thì có thể cái tỷ lệ này có thể cải thiện được. Bởi vì tỷ lệ 25% chốt sale có thể thấp. Và bạn sẽ tìm hiểu xem vì sao mình lại chốt sale thấp ở cái giai đoạn đó. Và bạn sẽ rà soát lại coi xem kịch bản bán hàng của bạn tốt chưa, mình giao tiếp với khách hàng tốt chưa. Khi bạn làm cái điều đó chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, đánh giá và cải thiện, bạn sẽ nâng cao được cái hiệu quả công việc của mình lên rất là nhiều. Tất nhiên bạn có thể nói đó là lý thuyết, tuy nhiên làm được thì rất khó, đúng không ạ? Đúng là những gì mà Vân Anh đã chia sẻ với bạn, cách thức và tốc độ khác nhau để bạn có thể biết được là mình đang ở giai đoạn này. Còn lên được các cấp độ thì bạn sẽ phải dành rất rất nhiều các thời gian để có thể tu luyện để trở thành một người bán hàng thành công. Nếu như mà bạn có thể sau khi coi video này bạn có thể biết được là mình đang ở cấp độ nào thì bạn có thể comment ở bên dưới là tôi đang ở cấp độ chấm 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 và tôi đã có những cái hành động nào và tôi muốn tối ưu ra sao. Và khi đó, khi mà bạn đã nhận ra chính mình, đó là khi mà bạn thành công. Và khi mà bạn đã bắt đầu nghĩ được rằng mình đang thiếu ở phần nào thì bạn sẽ có thể tìm được rất nhiều những cái công thức, những cái cách làm hoặc là những cái tham khảo, hoặc thậm chí có rất nhiều những cái video mà tôi đã chia sẻ ở những video trước để bạn có thể biết được cái cách để chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, hay là chúng ta sẽ có thể nhuần nhuyễn tất cả những cái bước của chúng ta đóng gói thành một quy trình để thậm chí sau này bạn có thể hướng dẫn lại những người sale tiếp lối sau của bạn nữa. Và tôi mong rằng có thể kết nối với tất cả các bạn được nhiều hơn. Hãy sub kênh của Vân Anh, cùng chia sẻ kênh của Vân Anh để bạn bè của các bạn có thể tiếp xúc được nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là chúng ta hãy comment xuống dưới cái suy nghĩ của các bạn để chúng ta có thể cùng kết nối với nhau. Và Vân Anh cũng rất vui nếu như các bạn đưa rất nhiều các câu hỏi xuống dưới để Vân Anh làm rất nhiều các video khác, có thể chia sẻ những cái kiến thức nhỏ bé của mình để giúp cho các bạn có thể có được những cái góc nhìn tốt hơn. Và đặc biệt chúng ta cũng sẽ cùng học hỏi được từ nhau. Hẹn gặp lại bạn ở những chuỗi video sau của Vân Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.